Thức với Ukraine trong chiến dịch phản công Nga Để triển khai một chiến dịch phản công, Ukraine cần quân số và vũ khí nhiều hơn so với lực lượng Nga, điều Kiev không có vào lúc này. Quân đội Ukraine ngày 29 tháng 8 thông báo mở nhiều mũi tấn công vào khu vực miền nam đất nước, trong đó có tỉnh Kherson, nhằm tái chiếm những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát rất khó đánh giá phạm vi cũng như tác động tức thời của chiến dịch phản công, song theo giới chuyên gia, nó có thể tạo tiền đề cho những diễn biến tiếp theo trong cuộc xung đột. Suốt nhiều tháng qua, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố về một cuộc phản công lớn ở Kherson để đẩy lực lượng Nga khỏi bờ Tây sông Dnieper, hàng rào tự nhiên ngăn cách khu vực chính phủ của tổng thống Volodymyr Zelensky cũng chịu áp lực nhanh chóng phát động chiến dịch phản công trước khi mùa mưa đến khiến vùng nông thôn ukraine trở nên lầy lội cũng như cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông có nguy cơ làm suy yếu ủng hộ của phương tây dành cho kiev giới quan sát đánh giá thành công của chiến dịch sẽ giúp ukraine khơi dậy tinh thần chiến đấu và thuyết phục các đồng minh phương tây tiếp tục viện trợ vũ khí trong khi đó thất bại của Ukraine trong chiến dịch phản công sẽ khiến giao tranh rơi vào bế tắc, điều Kiev không bao giờ mong muốn. Các quan chức quân sự và dân sự Ukraine cho biết cuộc tấn công ngày 29 tháng 8 đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của đối phương gần Kherson. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một căn cứ quân sự lớn của Nga phía sau phòng tuyến. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận về nỗ lực phản công của Ukraine trong khu vực, nhưng thêm rằng, các đơn vị Ukraine chịu tổn thất nặng nề, và cuộc tấn công đã thất bại thảm hại. Theo Moscow, khoảng 560 binh sĩ Ukraine thương vong, hai máy bay chiến đấu cùng hàng chục xe tăng và các phương tiện cơ giới khác bị phá hủy trong đợt phản công. Cuộc phản công cho thấy khao khát phá vỡ thế bế tắc của Ukraine trên chiến trường. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhận xét, Tuy nhiên, ông này cũng lưu ý lầu năm góc vẫn không chắc liệu Ukraine có đạt được bước tiến đáng kể với sức mạnh quân sự hiện tại hay không. Trung sĩ Ukraine Demitro Pisanka, đóng quân tại mặt trận Kherson, khẳng định chiến dịch phản công đang diễn ra. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và như thế nào. Nhưng đến nay, mọi thứ đang đúng như kế hoạch, anh trả lời trong một tin nhắn với Nitham. Từ cuối tháng 7, các hệ thống pháo phản lực SIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào những cây cầu dẫn đến thành phố Kherson nhằm cô lập lực lượng Nga ở phía tây sông Dnipro. Tướng Dmytro Marchenko, quan chức cấp cao quân đội Ukraine, tuyên bố Kherson sẽ được giải phóng vào cuối năm nay. Nhưng giới quan sát cho rằng mục tiêu đó là một thách thức lớn đối với Ukraine các cuộc tập kích bằng pháo SIMARS đã làm suy yếu phòng tuyến của Nga ở Kherson, nhưng như vậy là chưa đủ. Sau các cuộc pháo kích, chỉ có bộ binh mới có thể kiểm soát lại lãnh thổ. Theo lý thuyết quân sự, một đội quân tấn công cần lực lượng gấp 3 lần so với đơn vị phòng thủ. Trong khi đó, quân số rõ ràng không phải lợi thế của Ukraine. Sau khi Kiev liên tục tuyên bố mở chiến dịch phản công, Nga đã có động thái đề phòng bằng cách rút lực lượng khỏi thành phố Izium ở mặt trận phía đông để tăng cường cho Kherson cùng các khu vực lân cận. Theo chuyên gia Conrad Musica từ Rochan Consulting, công ty chuyên theo dõi cuộc xung đột Nga-Ukraine, Nga triển khai 13 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, BTG, ở Kherson vào cuối tháng 7. Nhưng con số này giờ đây có thể tăng lên 25 đến 30 BTG, mỗi BTG có 600 đến 800 quân tôi nghĩ Ukraine đã để vượt mất cơ hội phản công thuận lợi nhất, Musica nói. Họ giờ đây không có đủ nhân lực để cân bằng quân số với Nga. Theo tạp chí Economist, Ukraine có lực lượng vũ trang khá hùng hậu về quân số, nhưng hầu hết là thành viên lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Vốn không được huấn luyện chuyên sâu về quân sự. Jack Watling từ Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh nhận định trải qua 6 tháng giao tranh ác liệt, những lữ đoàn thiện chiến nhất của Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề việc huấn luyện chiến đấu và trang bị cho các đơn vị mới nhằm triển khai chiến dịch phản công sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tấn công thường cần nhiều đạn dược hơn phòng thủ. Các lực lượng tấn công cũng có xu hướng hứng chịu thương vong cao hơn. Theo Sergei đại tá lực lượng dự bị trong quân đội Ukraine, kể từ năm 1992, trong các cuộc tập trận, quân đội Ukraine không thường xuyên nghiên cứu các chiến lược tấn công. Sau 8 năm chiến đấu ở miền Đông, các đơn vị quân đội Ukraine rất xuất sắc về phòng thủ, nhưng họ gần như không có kinh nghiệm triển khai những chiến dịch tấn công quy mô lớn, ông nói. Trái với Ukraine, quân đội Nga có thời gian để chuẩn bị phòng tiến. Trong nhiều tháng, họ đã đào một hệ thống chiến hào rộng lớn ở Kherson. Họ cũng có thể đã huấn luyện pháo binh mai phục trên những tuyến đường mà Ukraine sẽ sử dụng để tiến công. Chiến dịch phản công của Ukraine có nguy cơ đâm đầu vào ngõ cụt Chris Dowerty, cựu quan chức lầu năm góc, đánh giá. Họ có thể phải trả giá đắt vì thiếu nhân lực và vật lực. Đây nhiều khả năng là chiến dịch lớn cuối cùng của Ukraine trong năm nay. Một nguồn tin tình báo quân sự Ukraine mô tả đợt tấn công mới nhất ở Kherson bằng những thông tin khá rè rặt. Cho biết đây chỉ là bước mở đầu cho một chiến dịch lớn hơn. Vào đêm 28 tháng 8, Ukraine đã tấn công các cây cầu trọng yếu, những tuyến đường vượt sông cùng các kho chứa đạn dược và trung tâm chỉ huy của Nga ở miền Nam, cắt đứt khả năng hỗ trợ của hậu phương Nga cho tiền tuyến. Nguồn tin nói rằng chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga là một tin tốt. Nhưng thử thách khó khăn hơn đang chờ đón họ ở phía trước. Phá vỡ phòng tuyến thứ hai, nơi được bảo vệ bởi các đơn vị cơ giới hỏa lực mạnh và độ cơ động cao hơn, nếu Ukraine thành công với nỗ lực này, họ sẽ có cơ hội vượt qua phòng tuyến thứ ba để đến bên bờ sông Dnieper ở phía đông bắc thành phố Kherson, từ đó đe dọa 20.000 tới 25.000 quân Nga được cho là đang triển khai ở bờ Tây Sông. Một cựu quan chức cấp cao Ukraine cho hay mục tiêu trước mắt của chiến dịch không phải tấn công trực tiếp lực lượng Nga ở Kherson, mà nhằm làm suy yếu các vị trí của Nga xung quanh khu vực, với hy vọng buộc họ rút lui mà không có một trận chiến đô thị nào nổ ra. Các trận chiến trong đô thị thường kéo dài, gây tổn thất nặng nề cho cả lực lượng tấn công lẫn phòng thủ. Nếu Ukraine chỉ chiếm lại Kherson, lực lượng Nga sẽ tăng cường pháo kích từ bên kia sông, ông cảnh báo, đồng thời dự đoán chiến dịch phản công của Ukraine sẽ diễn ra một cách từ từ. Chắc chắn nhằm hạn chế tối đa rủi ro với lực lượng tấn công. Ukraine nêu lý do phản công chậm ở miền Nam. Cố vấn Tổng thống Ukraine thừa nhận nguồn dự trữ của quân đội nước này khó hạn, do đó phải tiến hành chiến dịch phản công ở miền Nam chậm rãi. Trong bài đăng trên Telegram ngày 30 tháng 8, Oleksiy arestovic cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bác bỏ kỳ vọng về chiến thắng nhanh chóng của chiến dịch phản công ở miền Nam nước này, đồng thời gọi đây là hoạt động chậm rãi nhằm nghiền nát đối phương. Tất nhiên nhiều người muốn một cuộc tiến công quy mô lớn, muốn nhận tin tức rằng quân đội chúng tôi tái chiếm đô thị đó trong một giờ. Ông Arestovic đề cập đến thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên của Ukraine. Song chúng tôi không chiến đấu như vậy, các nguồn dự trữ có hạn. Giới chức Ukraine ngày 29 tháng 8 thông báo quân đội nước này mở đợt phản công nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát ở miền Nam theo nhiều hướng khác nhau, song từ chối cung cấp chi tiết do sự chú ý của truyền thông có thể ảnh hưởng đến kết quả. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine Natalia Humeduk nói Quân đội nước này gây hư hại thành công những cây cầu bắc qua sông Nieper tại tỉnh Kherson, khiến thiết bị hạng nặng không thể đi qua. Tuy nhiên, Guardian dẫn lời hai binh sĩ Ukraine ở chiến tuyến tỉnh Kherson cho biết giao tranh đang diễn ra tại đây, song không phải đợt phản công lớn như giới chức nước này tuyên bố. Một binh sĩ Ukraine phủ nhận không có đợt phản công nào, người còn lại nói rằng các trận đánh đang diễn ra song nhằm ngăn chặn đợt tiến công mà lực lượng Nga phát động trước đó. Không có đợt phản công và sẽ không có, một binh sĩ Ukraine tham chiến tại Kherson từ tháng 3 khẳng định, đồng thời cho biết lực lượng của họ không đủ vũ khí để mở đợt phản công. Lực lượng Nga cảm thấy thoải mái khi ở vị trí của mình, họ không sợ và không có lý do gì để sợ chúng tôi. Một chỉ huy Ukraine tại tiền tuyến tỉnh Kherson cho biết, giao tranh diễn ra ở phía bắc thành phố cùng tên, cũng như quận Berylavsky để ngăn được tiến công của Nga từ tuần trước. Các chỉ huy của Ukraine khẳng định, nỗ lực của họ trong những ngày qua đạt một số thành công khi buộc lực lượng Nga phải rút ở một số vị trí. Người này nói Nga đang cố giành lại các vị trí bằng các đợt tập kích bằng tên lửa và mục tiêu của Ukraine, trong đó có thành phố Mykolaiv nằm gần khu vực giao tranh. Bà Humeniuk cho rằng các binh sĩ Ukraine không đủ tư cách để đưa ra đánh giá về chiến dịch cũng như những bình luận công khai như vậy nên để các chỉ huy cấp cao đưa ra. Biên tập viên của The Guardian cho rằng nhận định của các binh sĩ Ukraine phù hợp với đánh giá của chuyên gia phương Tây hồi đầu tháng rằng cả Ukraine và Nga đều không có những gì cần thiết để mở đợt tiến công mang tính quyết định. Thay vào đó, các bên tham chiến đang ở thế phòng ngự. Nga chưa bình luận về những thông tin Ukraine đưa ra. Lực lượng Nga kiểm soát Khơ Sơn vài tuần sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine ngày 24 tháng 2. Trước khi thông báo mở chiến dịch phản công tại Khơ Sơn, lực lượng Ukraine nhiều lần pháo kích các cây cầu bắc qua sông Dnieper, đoạn chảy qua tỉnh, cũng như kho đạn và vị trí lực lượng Nga tập kết. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 8 tuyên bố đánh bại đợt phản công của quân đội Ukraine ở miền Nam, gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Cơ quan này cho biết quân đội Nga đã phá hủy 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp và 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và khiến hơn 1.200 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.